binh hùng tướng mạnh trong tay, Tô Lâm chỉ gãi ngứa cho Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Vào ngày 9 tháng 1, ông Tô Lâm cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03, đã bắt giam ông Lã Tuấn Hưng, Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng. Ông Hưng bị bắt giam vì cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IC và Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh thêm người bị bắt liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Tổng công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng là một công ty góp phần vốn của nhà nước, trong đó đại diện cho phía nhà nước là Bộ Xây dựng chiếm 49%, một số cá nhân chiếm 46,4% và còn lại là các tổ chức. Nhà nước chiếm tỷ lệ góp vốn lớn nhất nên đây cũng được xem là doanh nghiệp nhà nước. Như vậy, chính sách doanh nghiệp con cưng của nhà nước đã cấu kết với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn để hình thành lên nhóm lợi ích ăn chia với nhau. Số tiền rất khủng. Bà Nhàn được xem là người phụ nữ chăn vua khi thông tin ngoài luồng cho biết Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang từng là người tình của người phụ nữ nổi tiếng này. Sự kết hợp giữa IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Tổng Công ty của phần Sông Hồng không biết ai nhờ ai trong liên minh này nó đang còn là điều bí hiểm. Ở tại quê nhà Bắc Ninh, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn không chỉ dính đến Sở Y tế Bắc Ninh mà còn thọc tay vào Sở Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể, vào ngày 27 tháng 7 năm 2017, khi đấu thầu dự án mua sắm thiết bị phòng thí nghiệm và thiết bị văn phòng mới 100% cho Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh, IC trúng gói thầu gần 103 tỷ đồng. Chỉ sau đó chưa đầy nửa tháng, vào ngày 18 tháng 8, IC lại tiếp tục trúng gói thầu tương tự tại Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh. Giá gói thầu này là 159 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang là con mồi rất khó vồ với ông Đại tướng Tô Lâm và ngay cả với ông Tổng Bí Thư Giả Nùa Nguyễn Phú Trọng. Giờ đây bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã cao chạy xa bay, còn ông Tô Lâm thì phải tìm mọi cách để mà tóm cho được người phụ nữ này nhưng mãi vẫn chưa thành công thông tin của tờ nhật báo TASS của Đức cho biết bà Nhàn đang ở Đức và phía Đức từ chối yêu cầu dẫn độ bà Nhàn từ phía Việt Nam. Cho đến nay đã có hai vụ án dính đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được đưa ra tòa, tuy nhiên cả hai vụ án này đều xử vắng mặt bà Nhàn. Mà bà đã cao chạy xa bay thì có xử bao nhiêu năm tù vẫn không có ý nghĩa, bà vẫn ung dung sống ngoài vòng pháp luật. Giờ đây, ông Tô Lâm cho tấn công mạnh vào quê hương của bà Nhàn cũng chỉ là để gãi ngứa đối với người phụ nữ nổi tiếng này chứ không thể trừng trị được bà. Quan hệ chính trị và kinh tế thân hữu đan xen với nhau như hình với bóng. Ở đất nước này tham nhũng bằng cách vòi tiền là cách ăn tiền lẻ. Tham nhũng tại Việt Nam hiện nay đã ở tầng cao hơn, đó là tham nhũng chính sách và cao hơn là tham nhũng quyền lực. Phổ biến nhất là tham nhũng chính sách, nó vừa tầm đối với cấp ủy viên Trung ương Đảng hoặc ủy viên bộ chính trị khi có quyền lực trong tay thì chính sách làm lợi cho sân sau được tạo ra và từ đó nhóm lợi ích nổi lên nhung nhúc như nấm sau mưa và IC của bà Nhàn là một trong số đó. Thời Hoàng Kim nhờ buôn vua mà chính quyền tỉnh và cả doanh nghiệp nhà nước đều phải cộng tác với bà, thậm chí là phải nhờ và người đàn bà này. Ông Đại tướng Tô Lâm cũng hết sức bất an, vẫn đang bất lực chung Nguyễn Thị Thanh Nhàn vụ án IC là vụ án quan trọng hơn nhiều vụ án khác bởi những thông tin riêng và cả thông tin từ báo chí quốc tế cho biết đây là vụ án chính trị dưới vỏ bọc vụ án kinh tế. Bà Nhàn từng chăn vua hàng loạt khi bà đang bị truy lùng, các vua đấy cũng sẽ tìm mọi cách để mà bảo vệ bà bởi vì bảo vệ bà cũng chính là bảo vệ sự nghiệp chính trị của họ. Vì thế, dù quân hùng tướng mạnh trong tay, nhưng Tô Lâm cũng chỉ đủ sức gãi ngứa cho người phụ nữ này, mà chẳng thể làm gì được ít nhất là cho đến bây giờ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Binh hùng tướng mạnh trong tay, Tô Lâm chỉ gãi ngứa cho Nguyễn Thị Thành Nhàn. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm càng hại dân đảng càng tăng cường cảnh vệ cho những hung thần của dân. Ông tô lâm vừa ký tờ trình ở chính phủ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ. Theo đó, ông tô lâm đề xuất cảnh vệ cho thường trực ban bí thư, tranh án tòa nhân dân tối cao, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao và chủ tịch mặt trận tổ quốc của việt nam. Càng mất lòng dân thì càng tăng cường bảo vệ vì sợ nhân dân đó là điều bộ công an đang làm nhóm người trong tứ trụ gồm tổng bí thư chủ tịch nước thủ tướng chủ tịch quốc hội được chế độ bảo vệ cao nhất tuy nhiên hiện nay những vị trí như bộ trưởng bộ công an viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao đang thực hiện những bản án rất mất lòng dân chẳng hạn như vụ án hồ duy hải từ công an cho đến viện kiểm sát và tòa án nhân dân tối cao đều thống nhất việc mua chứng cứ ngoài chợ về để kết án tử hình cho hồ duy hải chuyện sai đã rảnh rảnh hai năm rõ mười nhưng cả bộ máy chính quyền đều dập toa một lòng quyết không chịu thua dần tuy dân không làm gì được những người đứng đầu cơ quan tố tụng này nhưng sự ấm ức bất mãn âm ỉ lan rộng và bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát tờ thời báo sấm đê thường xuyên nhận được thông tin về cách làm việc xem thường pháp luật của lính ông tô lâm quy trình tố tụng bị xâm hại nghiêm trọng quy tắc làm án như giang hồ làm luật đã khiến cho không biết bao nhiêu người hàm oan, đặc biệt phải dùng cách báo chí để mà kết tội bị can bằng công luận, bằng hợp thức hóa những sai phạm của công an là cách làm án được cho là khốn nạn nhất so với các cơ quan điều tra trên thế giới. Những người bị công an lạm quyền bắt bớ rồi cố ghép cho tội bằng cách tung clip nghi can tự thú lên báo chí, khiến người thân của nghi can phẫn nộ tột cùng, cho dù họ không dám lên tiếng trên mạng xã hội vì sợ gặp nguy hiểm. Cho mình. Việc ông Tô Lâm cho tăng cường cảnh vệ với Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và với tránh án Tòa án Nhân dân cũng là cách gia cố áo giáp cho những người này bởi họ đã gây ra quá nhiều tội ác trong quy trình tố tụng. Không loại trừ họ gây thù cho oán với chính những đồng chí của họ khi họ nhận lệnh của ông Tổng quyết làm theo án, theo mệnh lệnh đối với những người này và bản án bỏ túi mà cứ như thế được tung ra dùng bằng chứng mua ngoài chợ để ép chết dân thường nên cảm thấy bất an hiện nay. Còn vị trí thường trực ban bí thư hiện nay là bà Trương Thị Mai cũng được đề xuất tăng cường cảnh vệ. Bà Mai làm bên công tác của đảng, không phải là bên nhà nước nên bà ít va chạm với dân. Tuy nhiên, việc giữ cho lò lửa của ông Nguyễn Phú Trọng luôn rực đỏ sẽ khiến bà gây thủ trụ án với không ít các đồng chí của bà. Với vai trò là phó trong tổng bí thư, bà Trương Thị Mai chủ trì hầu hết các cuộc họp của Ban Bí Thư, những cuộc họp quyết định công việc sẽ thịt đồng chí nào và tha cho đồng chí nào. Điều đang nói là vị trí của người đứng đầu mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng được đề xuất tăng cường cảnh vệ. Tại Điều 9 của Hiến pháp vào năm 2013 quy định, mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tập hợp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nếu mà trận Tổ quốc thực hiện đúng như hiến pháp quy định thì lẽ ra họ phải được người dân yêu mến, chứ sao lại cảm thấy không an toàn trước dân mà phải tăng cường cảnh vệ nhiều như thế. Tăng cường cảnh vệ ông đại tướng Tô Lâm có cơ hội kiểm soát các đồng chí của mình cũng qua đây. Thật ra, những người đứng đầu chính phủ ở các nước dân chủ, họ không cần cảnh vệ tầng tầng lớp lớp. Có ông thủ tướng đi xe đạp tới văn phòng làm việc hàng ngày, có bà thủ tướng đi làm bằng phương tiện công cộng. Họ giữ cho đất nước thái bình, dân hưởng lợi thì họ sẽ cảm thấy an toàn ngay giữa dân chúng. Còn ở Việt Nam có quá nhiều lãnh đạo lo sợ không an toàn nên phải tăng cường cảnh vệ cũng có thông tin cho biết ông tô lâm là người ma mãnh ông lợi dụng sự bất an của các lãnh đạo đề xuất tăng cường cảnh vệ như là cách thể hiện sức mạnh của ông đối với các đồng chí của ông nếu đồng chí ấy là phe của ông thì ông bảo vệ nếu đồng chí ấy là phe chống ông thì ông sử dụng cảnh vệ để mà đe dọa họ cảnh vệ là con dao hai lưỡi các đồng chí lợi dụng để kiểm soát theo dõi lẫn nhau Quý vị và các bạn hãy theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Càng hại dân, đảng càng tăng cường cảnh vệ cho những hùng thần của dân Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới Trung Khoa, Thời báo chấm